Real Madrid đã bắt đầu hối hận khi ký hợp đồng với Mbappe. Nhà báo Romain Molina cho biết, Real Madrid y hối hận y khi ký hợp đồng với đội trưởng đội tuyển Pháp Kylian Mbappe. Ngoài việc chưa có nhiều đóng góp quá lớn về chuyển môn, tiền đạo này còn đang bị điều tra về tội hiếp dâm ở Thụy Điển. Real chiêu mộ Mbappe theo sở thích của Pere. Báo chí Thụy Điển cho biết, Mbappe đã đi cùng người đồng nghiệp cũ tại Pere là Nordin Mukin đến dùng bữa tối tại nhà hàng Che Joli trước khi đến một hộp đêm có tên Yvey vào tối ngày 10 tháng 10. Sau đó, đã diễn ra sự việc mà anh bị cho rằng đã có hành vi hiếp dâm một người phụ nữ. Vẫn chưa có kết quả điều tra chính thức khi phía Mbappe kiên quyết phủ nhận cáo buộc hiếp dâm, mà cho đó là vì quan hệ có sự đồng thuận. Phía cảnh sát cũng đang tích cực điều tra về vụ việc. Sự việc này khiến danh tiếng của Mbappe bị ảnh hưởng nghiêm trọng và Real cũng bị liên lụy. Họ đã buộc phải gỡ hình ảnh của tiền đạo người Pháp trong một chiến dịch quảng cáo. Mbappe chỉ mới gia nhập Real Madrid trong hè vừa qua sau nhiều năm thương thảo. Anh ghi được 7 bàn thắng trong 11 lần ra sân đầu tiên và bắt đầu cho thấy sự hòa nhập sau khởi đầu chật vật. Tuy nhiên, nhà báo Molina cho biết Real Madrid đã bắt đầu hối hận khi ký hợp đồng với đội trưởng đội tuyển Pháp. Họ đã hối hận vì đưa cậu ấy về. Tôi đảm bảo điều đó. Mọi chuyện không hề như họ mong đợi. Đó là ý thích nhất thời của Florentino Perez. Chỉ có Perez mới muốn có Mbappe. Molina cho biết, Perez luôn thích những cầu thủ lớn. Nhưng những người còn lại ở câu lạc bộ rất thất vọng, trước hết là về trình độ của cậu ấy, màn trình diễn. Hoàn toàn không đạt đến mức mong đợi. Mối quan hệ trong phòng thay đồ thì không tuyệt vời, nhưng đó không hẳn là lỗi của Mbappe. Tôi nghĩ Real đã mắc một sai lầm lớn. Cậu ấy không có giai đoạn tiền mùa giải mà phải ra sân ngay lập tức, không giống như Jude Bellingham. Tôi vẫn không hiểu tại sao Mbappe lại suy giảm về thể lực như vậy. Cậu ta mới chỉ 25 tuổi thôi mà.